chào quý khán giả. Chúng tôi xin giới thiệu với quý khán giả, anh Đào Hữu Được là một thanh niên trẻ của thuộc những người Việt hải ngoại đang sinh sống ở Nam Cali, và anh Được cũng là những người rất là nhiệt tình trong việc đấu tranh chống cộng sản và có tấm lòng hướng về tổ quốc. Xin anh Đào Hữu Được cho quý khán giả được biết đôi chút về bản thân anh và chia sẻ những cái tâm tư tình cảm khi mà anh đến tham gia buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm nay. Em xin phép, em tên là Đào Hữu Được, đến Sacramento. Hôm nay em là đại diện cho bên ban của tuổi trẻ để biểu tình chống lại cộng sản Việt Nam, vì cộng sản Việt Nam đã bán lãnh thổ chúng ta rồi, đã bán chúng ta rồi, hại người dân, rồi bán nước, rồi làm cho bao nhiêu kẻ tan thương, nát nhà nát cửa. Nên cho nên ngày hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Chúng ta phải đòi lại những gì công bằng của chúng ta. Chúng ta phải đuổi trạng cộng sản ra khỏi để chúng ta giành lại quyền tự do và nhân quyền của chúng ta và tôn giáo của chúng ta, để tìm lại cái niềm mơ ước của những người đã khuất. Dạ, xin cảm ơn cái tấm lòng của anh Được rất là nhiều. Nhân đây anh Được cho quý khán giả được biết thêm là anh đã bỏ chạy cộng sản từ năm bao nhiêu tuổi, và khi gia đình anh sang đây là có được an toàn hết hay không? Dạ, em sang đây thì năm là 25 tuổi, cho đến nay là em là 25 năm em không có về được về Việt Nam. Nhờ mỗi lần về thấy cộng sản ức hiếp dân, em cảm thấy mình ấm ức quá, không thể nào nói lên được. Nó không cho mình được quyền tự do, nó không cho mình được tôn giáo. Cho nên bây giờ em đến đây là nhân quyền của ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, để em nói những gì cảm xúc của em. Em thấy gia đình em bị nó cướp mất bao nhiêu là cái tan đó, nhà cửa em cũng bị mất, cha mẹ em thì nó bắt đi tù đài. Rồi chú em là bên của bên chú em là bên là truyền tin thông tin của Mỹ ở Cần Thơ, là cũng bắt chú em đi tù đài 8 năm trời. Em cảm thấy hối cay đắng vô cùng, rất là âm hận về cộng sản Việt Nam. Họ đã chiếm lãnh vực của chúng ta quá nhiều và bán cho Trung Quốc quá nhiều rồi. Nước chúng ta càng ngày càng mất đi rất là nhiều. Cho nên em phải nói đây là sự đoàn kết của chúng ta, phải giành lại cái đất nước và tổ quốc của chúng ta, hãy đuổi cộng sản ra khỏi. Chúng tôi rất là thông cảm với những cái nỗi đau khổ mất mát của anh Đào Hữu Được. Những cái điều mà anh vừa kể ra nó cũng là cái nỗi đau chung của rất nhiều đồng bào Việt Nam hiện nay và ở hải ngoại. Như vậy, ngoài ra tôi được biết là anh là một trong số những người rất tích cực trong các thanh niên tham gia biểu tình chống cộng sản. Xin anh cho biết rằng anh đến tham gia buổi lễ tưởng niệm này, cái đoàn của anh từ Sacramento đến đây là có bao nhiêu người? Dạ, chúng em đi là 5 người mà bị thất lạc hết 3 người, mà gọi điện từ sáng giờ không thấy. Chỉ em chỉ còn có người bạn là đang đứng bên kia. Dạ, tại vì tụi em đi rất là đông, nhưng mà có người kẹt công chuyện rồi cũng đi cùng xe mà bị thất lạc từ sáng giờ, em tìm không thấy, cho nên em liên lạc cũng không được. Không biết họ như thế nào, họ cũng quốc hận, cũng chán nản cộng sản lắm. Họ cũng muốn nói lên những lời của họ ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Em cũng có người bạn đứng bên kia, mà người bạn đó cũng ấm ức lắm. Thì bây giờ em cũng xin cảm ơn chân thành là buổi lễ ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4 quốc hận, là cái ngày không thể nào mình quên được, là 43 năm lần thứ 43 đó, chúng ta giành lại những gì cộng sản đã cướp của chúng ta. Và cái mong muốn của anh Đào Hữu Được và cũng như phần lớn của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại này, đó là muốn đòi lại những gì mà cộng sản đã cướp đoạt của người dân miền Nam, và không thể nào quên đi cái nỗi niềm đau khổ uất hận mà họ đã trải qua khi bị cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và cảm ơn anh Đào Hữu Được đã chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của anh với quý khán giả của chương trình.
Kính thưa quý khán giả, chúng tôi thấy rất là vui khi hôm nay tại buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận này có rất là nhiều người trẻ đã lớn lên và thành công ở hải ngoại đến đây tham dự buổi tưởng niệm. Xin anh chưa vui lòng cho quý khán giả của chương trình được biết một đôi chút về bản thân anh và lý do vì sao anh đến dự buổi lễ tưởng niệm này. Dạ thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Anh Tuấn và em đến từ miền Bắc California, đến từ San Jose. Thì ở San Jose em cũng tham gia rất là nhiều những cái hoạt động của những cái hội đoàn về chống lại cộng sản. Thì hôm nay cũng nhân một cái dịp cuối tuần em đến miền Nam California để em thăm người thân. Thì là được biết là ở đây cũng có tổ chức một cái lễ tưởng niệm cho ngày 30 tháng 4. Thì em cũng đến để hòa vào không khí và tham gia cùng tất cả cô, chú, bác với anh chị. Được biết anh đến đây tham dự buổi lễ tưởng niệm này và anh là một người lớn lên ở hải ngoại. Vậy anh có thể cho quý khán giả của chương trình được biết anh đã đến nước Mỹ này từ năm bao nhiêu tuổi và anh có đi về Việt Nam hay không? Nếu có thì anh nhìn thấy cái thực trạng của Việt Nam hiện nay như thế nào? Dạ hiện tại thì thật sự thì em cũng chỉ mới qua đây vài năm gần đây thôi. Thì làm trước đây thì là gia đình các ông và các bác của mình đều là những sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa hết. Cho nên là gia đình của em thì lại không có chọn cách đi qua bên đây bằng HO. Và cho nên là ở Việt Nam gia đình của em đã bị cộng sản đã áp bức, bắt bỏ tù và bóc lột. Và nói chung là rất là làm những điều sai trái với lại gia đình của em ở Việt Nam. Thì hôm nay mình cũng đã được đến đất Mỹ này, một cái xứ tự do. Thì mình cũng muốn nói lên những cái lời, mà đấu tranh để giành lại những cái nhân quyền, những cái quyền con người ở Việt Nam mà cộng sản nó đã áp bức những người ở Việt Nam cũng như là gia đình của em. Thì mình đấu tranh một chút, chỉ là một chút gì đó nhỏ cho cuộc đời để cho cha ông của mình, những người trước đã những người cha ông của mình. Nãy giờ nói chuyện với em mà quên hỏi em năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em là xin nhắc lại, em tên là Trần Anh Tuấn và em đến từ San Jose. Dạ năm nay thì mình cũng hơn 30 ạ. Rồi, cảm ơn em đã từ một nơi xa xôi đến đây tham dự buổi lễ tưởng niệm này với đồng bào cộng tị nạn cộng sản ở Leader Sài Gòn. Ở đây những cô chú bác lớn tuổi rất là vui mừng và phấn khởi khi thấy càng ngày càng có nhiều những người trẻ như em tiếp nối cái chí hướng của những người đi trước. Cảm ơn em. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi. Thank you.